thường thường mình ghép chim à, mình mấy bạn mình cứ treo cái lồng mình để ý ha, đó mình làm cái cầu mà nó gần gần cái lồng mình treo á, mình để ý nếu con trống mà nó chịu rồi nó sẽ đứng gần đó, tối thì nó sẽ đứng gần ha, đứng gần cái lồng của con mái vậy nè, là lúc đó là nó chịu rồi đó, là mình thả nó vô chung ha. Đó. Thì nhiều khi có con nó cũng không có ấy đó bạn, có con nó không phải nói chung con này con kia nó cũng đứng xa xa bạn, hạn cho hạn thường thường thì mấy bạn mình thấy nó ngủ lúc ở trên nóc gần gần hoặc là nó đứng cây trên nó đứng gần sát vậy à, nó chịu lúc đó mình thả chứ không phải bắt buộc nó đứng gần giống như mình, tại nhiều khi mình làm video thì lồng của mình thì mình để nó nhiều đó bạn, cái cây mình để nhiều lắm. Mấy bạn mình cứ ghép á, cái mình chạy nếu mà nhà có mèo thì mình gán mình để cái gần tối á, tối tối cái 6-7 giờ 7-8 giờ gì nó ngủ rồi cái mình đi ra mình dòm dòm là thấy nó nhảy lên ha, rồi cái con mái nó cũng nằm gần vậy nè, là hai ẻm nó chịu rồi, nó đứng nhảy lại vậy đó, là tối nó cũng ngủ ngủ gần gần vậy nè, là lúc đó nó chịu rồi. Thì thường chim chà thang nó không có nó ngủ sát giống như chim chào mào dành khuyên đâu bạn, nó ngủ xa ha, nó chịu là nó nằm khoảng cách nhau khoảng cỡ gang tay chứ không có nằm sát vậy, nó nằm xa xa vậy nè, đó, gần gần vậy đó. Thì mình lúc đó mình thả vô được rồi đó, mà mấy bạn mình lưu ý ha, nếu mà mình thả vô mấy bạn mình cũng coi, để nhiều khi nó chỉ mới thôi cái mình thả vô cái nó rượt nó đánh, thì thường thường chim nó dành ăn nó khác, còn nó rượt mà nó để nó đánh nó dòm biết liền nè, nó dòm cái con mái vô một góc rồi cái nó nhào 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 vô nó mổ nó ấy, là lúc đó mình tách ra, còn mà nó dành ăn nó khác, nó dành ăn nó bay lại nó giật cái rồi xong nó đi cái khác đó. Này mình cũng để mấy bữa nè, nó trống vậy đó. Nói chung là anh đã chịu em rồi thì nó cứ vậy đó, còn mà mấy cái con nào chẳng hạn như mình đem cái con này lại cái con kia đằng kia của mình á, là nó ngước nó nhào vô nó ấy nó mổ nó đá nó à, nó đó là nó không chịu, còn con này nó chịu không trống rồi nó chịu nè, là nó cứ cái mình nó xù cái nó ổng gần 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 con mái vậy nè đó, là lúc đó nó chịu. Mấy bạn cũng lưu ý ha, mình nói cái ấy xù xù không phải mấy bạn chẳng hạn như chim gặt con, mấy bạn chẳng hạn như chim mình nó bị bệnh hoặc thay gì cái nó xù xù không phải, nói chung là nó chịu rồi nó cái dạng như mà nó muốn leo nó đạp mái cái lông nó ấy ra ha, chứ mà con chim mình nhiều khi nhìn mặt mũi tèm lem hoặc là đít thì nó dính phân của nó rồi lông nó ấy, thì nếu có con chim coi chừng coi lại sẽ nhiều khi nó bệnh nha bạn, ý là mình nói à, nó chịu con mái là nó đứng như vậy đó. Nói chung mình cũng để mấy bữa nè, hôm này mình để nguyên đêm luôn các bạn, thứ hai là tối mình có mình nuôi chim lúc nào mình cũng có treo cái bóng đèn này, nó sáng nguyên cái khu này luôn đó, lỡ mà có rắn có đồ bạn nó xuống chuột á thì mà con chim nó nhảy á nó tung á thì nó thấy nó biết nó đậu chỗ này chỗ kia ha, để nhiều khi cái tối nó đậu gần lòng vậy nè, đối với những cái lồng này là chim với chuột mèo là nó nắm chân nắm đầu nó gị ra nó ăn được các bạn, mình bị nhiều lần rồi rút kinh nghiệm, mấy bạn mình nuôi số lượng nhiều thì mình nên treo cái đèn này đó. Nói chung khi nào mình ngủ tối cái mình bắt lên tới sáng nó cũng không tốn nhiều bạn, mình giúp cho con chim nó né được kẻ thù ha đó. Để nhiều khi tối nó vô cái rắn đâu đó nó ấy, hồi lúc trước mình nuôi mình không có câu đèn cái bắt đầu rắn các bạn, tối cua nó vô nó quảng nó không thấy cái bắt đầu nó thấy được rắn nó ăn nó ao đâu cái lồng này thì nó đâu chui ra được bạn, nó ăn vô con rắn con cua thì nó bự chà bá đâu ra được, nó ăn buộc lồng nó nuốt vô cái đầu thì nó ói ra. Này cũng chiều các bạn, tại vì mình chiều thường mình ghép á, mình chiều mình hay để cái lồng cho nó nán lại á, mình ra mình coi con chim nó có chịu chưa, sẵn mình quay lại cho mấy bạn ha đó. Thì thường thường mình cứ mấy bạn
nếu mấy bạn mà làm hai cái lồng á, hai cái lồng thì mấy bạn treo đó, treo sao mà cái cầu á cho nó hai cái nó gần nhau vậy nè, sát sát vậy đó, là nó thường thường nó không chịu nhau thì nó nằm xa đó, còn mà nó chịu nhau thì nó nằm sát sát cái vậy nè, sát cái cầu vậy nè, thì con này cũng nằm sát, con máy nó cũng nằm sát ha, đó là lúc đó nó chịu rồi. Thì thường thường con trống nó không chịu là nó cứ nhào vô nó kiếm chuyện để nó đá không mà, còn mà nó chịu rồi nó nhảy tới nhảy lui, nó im á, nó nhảy tới nhảy lui đó. Nó cũng có tùy theo con, có con thì nó hót ha, có con thì nó im rồi nè, nó chắc đói mà, nhưng nói chung thì chắc đói thì nó vậy đó. Đó, nó nhảy tới nhảy lui gần vậy thôi. Thì video của mình quay mình chia sẻ cho các bạn ha, đó cái cách mình ghép, mà khi nào mình biết con chim nó chịu đó, nó chịu con máy để mình thả vào chung lồng. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo ha, bye bye.